Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẹ Tấm Channel nha. Thì ngày hôm trước có bạn nói với mẹ Tấm là mình làm cái món sữa chua đi. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mẹ Tấm làm cái món sữa chua. Các bạn có biết sữa chua ướp ngược là gì không ta? Sữa chua ướp ngược là sữa chua mà khi mà mình ướp xuống là nó không bị đổ ra ngoài hoặc chảy ra ngoài. Mặc dù cho là mình có lắc như thế này, dù là sữa chua của mình mới ủ xong và chưa hề bỏ tủ lạnh nha các bạn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp và thực hiện món này nha. Thành phần nguyên liệu của cái món này rất là đơn giản nha mọi người. Mình làm theo tỷ lệ 1:1:1 là chỉ gồm 1 lít sữa tươi. Và mình đã chọn sữa tươi không đường của TH True Milk nha. Bạn có thể thay thế bằng sữa tươi Đà Lạt hoặc là sữa tươi Long Thành nha. Và một hộp sữa chua, mình làm sữa chua cái. Sữa chua này các bạn nên chọn loại sữa chua nhà làm hoặc là sữa chua mà lên men tự nhiên. Nó sẽ dễ dàng lên men hơn và giúp chúng ta có mùi vị gần nhất với sữa chua nhà làm á. Và một hộp sữa ông Thọ, người đàn ông duy nhất có sữa trên thế giới nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi. Các bạn có biết để làm gì không? Mình sẽ rửa thật sạch dụng cụ nè, cũng như là hũ đựng sữa chua, và cho vào nồi nước sôi này trụng hết tất cả để có một hộp sữa chua ngon và không bị nhớt. Thì chúng ta phải vô trùng tất cả các hũ đựng và dụng cụ khuấy trong suốt quá trình mình làm nha. Mình bỏ khá nhiều thời gian cho cái việc vệ sinh hũ và dụng cụ này ấy, vì mình làm nhiều lần và cũng bị fail rất là nhiều lần á các bạn. Mình làm không đúng mà không thành công là do mình bỏ bớt cái bước này đi hoặc là mình làm không thật kỹ á. Rồi như các bạn đã thấy nãy giờ á, nước sôi rồi mình cho tất cả các hũ đựng vào, trụng trong vòng 5 phút như thế này. Đối với bạn nào làm hũ nhựa thì các bạn đun sôi nước xong tắt bếp đi, để nước bớt sôi đi một chút rồi cho hũ nhựa vào trụng nha. Sau khi mà trụng xong, các bạn chỉ cần nghiêng qua cho nước chảy hết ra, sau đó gắp ra bỏ cái rổ để ở nơi khô ráo, rồi chuẩn bị làm bước tiếp theo nha bạn nha. Mình sẽ cho 1 lít sữa tươi vào nồi cùng với lại 1 lon sữa ông Thọ. Lon sữa này tầm 380g nha bạn. À, còn một điều này nữa đó là tất cả các nguyên liệu mình sử dụng trong cái món sữa chua này á, mình sẽ phải đem ra và để ở nhiệt độ phòng trong vòng 2 tiếng nha. Không được đem từ tủ lạnh ra mà mình làm luôn ngay đâu. Phải để cho nguyên liệu nó nguội hoàn toàn. Cái bước này rất là quan trọng luôn, vì nếu cái mình làm không đúng cái bước này sẽ bị hư á. Mình sẽ dùng cái phới để khuấy đều lên như thế này nha. Càng đều thì cái sữa chua của mình không bị lợn cợn hay là không mịn đó các bạn. Tiếp đến mình sẽ bắt cái nồi sữa lên trên bếp nha. Mở lửa nhỏ thôi. Mình sẽ khuấy đều như thế này. Chúng ta không để cho hỗn hợp này sôi nha. Tại vì khi sôi á thì sẽ làm cho hỗn hợp này chết men. Khi mà chúng mình thấy sữa nó nóng lên tầm 70-80 độ. Nó nóng nóng á. Vừa đủ. Hơi có khói lên là mình tắt ngay bếp nha. Khi mình tắt bếp á, mình chờ cho nó nguội nguội, đến khi mà mình rờ tay vào nước nó ấm ấm, giống như là nước tắm em bé á, là cỡ là 6-70 độ á, là lúc đó chúng ta cho cái hộp sữa chua này vào. Nhớ là chỉ ấm ấm thôi nha, đừng có làm nóng quá thì sẽ chết men, còn mà nguội quá thì sẽ không đủ điều kiện để lên men. Là bây giờ tất cả các loại sữa đã cho vào nồi rồi á, là lúc này mình đã tắt bếp rồi đó nha. Mình không mở bếp trở lại nha các bạn. Sữa nó ấm ấm như là nước tắm em bé á. Mình sẽ khuấy lên tiếp cho cái hộp sữa chua nó đều ra. Hũ sữa chua sau khi để khô ráo xong thì mình sẽ xếp ra để chuẩn bị rót sữa chua vào. Còn cái phần sữa chua mình sẽ cho vào một cái ca hoặc là cái dụng cụ nào đó mà có cái mỏ nhọn á, để mình rót vào hũ cho nó đỡ đổ ra ngoài. Bây giờ mình sẽ rót sữa chua vào hũ nha. Các bạn có thấy cái phần bọt ở bên trên mặt sữa chua không? Mình sẽ dùng muỗng hớt hết cái bọt này ra nha. Sau khi hớt hết bọt rồi, mình sẽ dùng nắp đậy kín cái phần hũ sữa chua lại.
Tiếp theo là phần ủ sữa chua, bạn có thùng xốp thì bạn sẽ ủ bằng thùng xốp nha. Còn nhà mình không có thùng xốp, mình chỉ có cái thùng đá này thôi, thì mình sẽ ủ bằng cái thùng này. Mình sẽ cho vào đây 2 phần nước lạnh và 1 phần nước nóng. Sẽ cho hũ sữa chua vào, mực nước sẽ ở mức là 2 phần 3 của hũ sữa chua là được nha. Mình sẽ xếp hết cái phần sữa chua này vào thùng. Mình dùng một cái khăn tủ lên bề mặt và đóng nắp thùng lại nha. Ủ sữa chua trong vòng 8 đến 12 tiếng. Bạn nào thích ăn vừa thì tầm 8 đến 9 tiếng. Còn thích ăn chua hơn thì bạn ủ từ 10 đến 11 tiếng nha. Và đây là cái phần sữa chua mình đã ủ qua đêm nè. Mở cái thùng sữa chua ra thì mình nghe thơm lắm bạn. Mình lấy ra ngoài chỗ có nắng, mình quay cho nó đẹp nè. Nhìn rất là ngon luôn nha. Chất sữa chua nhìn thích lắm các bạn. Giờ mình sẽ để lên đây cho các bạn nhìn nè. Wow, sữa chua nè, dù mình có lắc nó cũng không có rớt ra luôn nha. Các bạn nhìn cái mặt sữa chua á, nó láng mà nó mịn gì đâu luôn á nha. Giờ mình sẽ lấy cái muỗng và thử cho cả nhà xem nha. Nhưng mà trước khi thử thì mình sẽ đem vô trong nha. Tại vì quay ở ngoài đấy nó ngược nắng thì các bạn sẽ không thấy được kỹ đâu á. Rồi giờ mình sẽ lấy cái muỗng này múc lên cho các bạn xem nè. Sữa chua của mình làm không bị nhớt luôn nha. Mình xúc rất là mịn nè. Sữa chua rất là đặc. Như vậy là mình cùng các bạn cũng đã hoàn thành cái món sữa chua ốp ngược này rồi. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn làm được những hũ sữa chua ốp ngược thật là ngon, thật là hấp dẫn để thưởng thức cùng với gia đình mình nha. Và bây giờ thì video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Cho mình một nút like nếu bạn thích nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo khi mà mình post lên nha.